Đối với lại cái bài tương tự như thế này thì các bạn sẽ làm một số cái câu khá là đơn giản. Ví dụ trong này người ta nói là tên. Đó, thì trong này nó đã có tên rồi. Mà trong bài thì người ta cho cái bảng M hoặc là H. Như vậy bảng người ta đã cho dữ liệu ngang thì mình dùng VLOOKUP. Và chỗ này cái mã của chúng ta chỉ có chữ M, chữ H thì chắc chắn rằng chúng ta chỉ lấy một ký tự đầu. Còn có một số Excel thì các bạn lấy luôn H3, tức là A3 để các bạn so sánh nó vẫn ra. Nhưng công thức đúng của mình sẽ là phải lấy ký tự đầu để so sánh. Đó. Như vậy cái câu này thì chắc chắn là các bạn làm được rồi. Cái câu này không hề khó. Cho nên các bạn chỉ chịu khó là làm được thôi. Tên mặt hàng, quay trở ngược lại chỗ này, chúng ta sẽ dùng VLOOKUP và lấy giá trị đầu của mã. Giá trị đầu thì dùng LEFT, LEFT của A3. À, chỉ lấy một ký tự thì chúng ta để một cũng được, không để cũng được. Phẩy, và chỗ này phẩy hay chấm phẩy là do máy của mình. À, máy nó nổi cái tiếp này lên là chấm phẩy thì các bạn chấm phẩy, còn nó nổi lên là phẩy thì là phẩy. Và khi mà ở đây mà nó dùng phẩy á thì phân cách giữa phần thập phân sẽ là dấu chấm. Còn nó dùng chấm phẩy thì phân cách thập phân là dấu phẩy. Để mình phân biệt được cái đó mình làm, tức là nó theo chuẩn Anh hay là chuẩn Việt thôi. Rồi, tìm ở đâu? Tìm trong bảng. Tìm trong bảng, nhớ F4 lại. Tìm ở đâu? Tìm trong bảng. Nếu tìm thấy, trả về dòng máy hoặc cột máy. Kiểu dò tìm là gì? Chính xác hay không chính xác? Nó chỉ có 4 đối số, 4 tham số để chúng ta đưa vào. Như vậy chúng ta cứ nhớ từ từ thì chúng ta sẽ làm được. Không khó. Rồi, phải. Nếu tìm đúng, trả về cột. Cột 2. Phải kiểu tìm chính xác không, và chúng ta tìm được hard disk hoặc monitor. Đó. Đơn giá thì chỗ này người ta cho luôn M1, H1, H2, H3 luôn. Thì chúng ta lấy đơn giá khá là đơn giản đúng không nào? Đơn giá ở đây ô C3. C3 là được lấy để tìm đơn giá mặt hàng, ô D3 là tìm để nước sản xuất. Ok, như vậy mình sẽ dò hai cái này, lấy cái bảng ở dưới. Rồi, như vậy bằng cũng VLOOKUP luôn, lấy luôn cả cái mã, không cần lép, bởi vì cái mã dò của chúng ta người ta cho đầy đủ. Phải dò trong bảng. Các bạn chú ý nè, khi mà mình làm cái công thức giữa cái đơn giá và tên nước sản xuất, có phải là dò cùng một bảng không? Rồi, cho nên ở chỗ này các bạn chọn luôn ở phía sau, mặc dầu bây giờ mình chưa dò đến phía sau. Chọn luôn để làm gì, tí nữa các bạn sẽ thấy hay. Rồi, nếu tìm thấy trả về cột. Cột 2, phải kiểu dò tìm chính xác số không. Đó, nó chỉ có vậy à. Nó lặp đi lặp lại chỉ có một việc, kiểu kiểu vậy thôi. Rồi, mình đã tìm được đơn giá và nước sản xuất thì nó giống y chang như đơn giá nhưng nó trả về cột mấy? Cột 3. Như vậy thì các bạn copy công thức này lại và chú ý là copy giá trị nha. Chứ không phải copy ở đây Ctrl C. Nếu mà các bạn chọn ở đây, các bạn chọn Ctrl C ở đây nè, thì nó sẽ làm gì? Nó copy, và khi mình dán qua đây thì nó nhảy công thức. Nó không có đúng theo ý của mình. Như vậy nếu mà chỗ này các bạn Ctrl C, các bạn dán Ctrl V ở đây là nó nhảy địa chỉ. Còn mình là mình muốn là dò đúng cái bảng hồi nãy, giá trị so sánh cũng đúng luôn, chỗ này là H3 luôn. Vậy chỗ này chúng ta phải copy giá trị nè, Ctrl C. Và nhớ nhấn Escape để bỏ ra.
chứ nếu mà bạn click chuột qua đây cái là nó dấu nó bằng cái nội dung rồi. Ok, click chuột qua đây chúng ta dán ra lại, và chỗ này chúng ta lấy ở cột cột 3, chúng ta chỉ thay đổi như vậy thôi là chúng ta đã có được thông tin ở đây. Rồi tiếp, thành tiền thì bằng cái gì? À, đơn giá nhân tỷ giá. Ở dưới này thành tiền là bằng đơn giá nhân tỷ giá, khá là đơn giản. Như vậy đối với cái câu này, đơn giá nhân tỷ giá, mà tỷ giá của chúng ta chỉ có 1 tỷ giá nhân cho 3 ô thì chúng ta F4 lại. Như vậy đối với câu này không thể không làm được. Cho nên nếu mà các bạn nói là Excel khó thì không hề khó. Đó, tùy câu chứ không phải là câu nào cũng khó. Bây giờ số tiền mình nhìn nó hơi khó thì các bạn sẽ bấm vô đây. Rồi, tại vì sao mà nó thăng? Bình thường nó không có dấu thăng mà sao bấm vô nó thăng? À, nó không đủ khoảng trống để nó hiển thị số. Thì chúng ta có thể là kéo rộng nó ra tí để cho nó hiển thị. Đó. Rồi, phần này dư hai dấu phía sau, hai số 0 phía sau chúng ta không cần. Thì chúng ta có thể cho nó nhích tới hoặc nhích lui để mà nó bỏ đi cái phần thập phân ở phía sau. Đó. Hoặc là có một cái đề người ta yêu cầu các bạn sẽ vô format chứ không phải là bấm ở phía trên đó. Vậy thì chúng ta sẽ format bằng cách nào? Các bạn sẽ vô đây, chọn General, chọn More. Và nếu cần thì bạn sẽ nhá vô đây một cái, các bạn chọn là counting hoặc là currency. Đó. Hoặc là bạn sẽ chọn những cái chỗ nào mà nó cho bạn ở phía trên nó định nghĩa cái phần dấu phân cách vô, cứ chọn đi. Nếu mà bạn không biết thì các bạn sẽ đây dùng dấu phân cách, đúng không? Ví dụ như thế này. Rồi giảm chỗ này xuống còn không, đây là một cách nè. Rồi sau đó bạn nhìn ở dưới chỗ custom ha. Đây, bạn nhớ cái cấu trúc này giúp thầy. Thăng, phẩy, thăng thăng. Không, tức là không có phần thập phân ở phía sau. Nếu đề người ta yêu cầu làm kiểu như thế này. Còn không thì mình bấm chuột ở trên cái thanh công cụ. Như vậy chỗ này thầy chỉ cho các bạn là cách không cần nhớ. Nhưng mình vẫn làm được. Tức là mình tận dụng cái mà người ta làm cho mình. Đó, ví dụ number, mình thêm cái dấu phân cách phần ngàn. Giờ mình bỏ cái số thập phân ở phía sau đi. Như vậy thì chúng ta đã có được cái công thức mà chúng ta cần. Có được cái format mà chúng ta cần. Đó, như vậy thì các bạn thấy là mình có thể làm mà không cần phải nhớ nhiều. Rồi, chúng ta đã có được định dạng. Kể cả chúng ta đưa cái việc 5 đồng vào đây luôn thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Rồi copy công thức xuống. Trả góp bao nhiêu tháng? Trả góp 1 tháng. Như vậy chỗ này G3 người ta sẽ nói gì? G3 trả góp 1 tháng là bằng phần nguyên của biểu thức này. Tiền cộng với tiền nhân với trả góp nhân với 8%. Thời gian trả góp nhân 8%. Đó, công thức người ta đã đưa rồi, tổng thời gian trả góp. Như vậy ý người ta sẽ tính tổng hết tất cả tiền trong tất cả các tháng là bao nhiêu, sau đó người ta chia ra cho từng tháng. Thì đây là một cách tính. Còn nếu sau này các bạn mà có làm Excel cho kế toán thì các bạn sẽ học nghiệp vụ và các bạn có công thức nó cụ thể hơn, nó đúng với lại nghiệp vụ kế toán. Còn bây giờ mình làm để mình áp dụng được công thức thôi. Ví dụ bạn nào mà xem được cái bài này nói là công thức tính như vậy không đúng thì cái người nói đó là không đúng, bởi vì đây là mình học công thức chứ không phải là mình học nghiệp vụ kế toán. À, cho nên công thức của mình là bằng thành tiền cộng thành tiền nhân tổng thời gian trả nhân cho 0.8% chia cho tổng thời gian, thì mình cứ lấy công thức đó mình làm thôi. Đó, thì nó sẽ bằng thành tiền cộng với thành tiền nhân tổng số tháng cần phải trả nhân cho 0.8%.
Lúc nãy thầy nói đó, máy của thầy là phẩy, là phân cách giữa các tham số, thì chỗ này là dấu chấm. Còn máy của bạn là chấm phẩy, thì chỗ này là dấu phẩy. Phần trăm. Rồi, chia cho tổng số tháng phải góp. Đó là mình có được tiền của từng tháng. Và người ta nói làm tròn gì? À, lấy phần nguyên thôi. Như vậy lấy phần nguyên ở đây là lấy phần 99533 này thôi nè. Nếu như mà lấy phần nguyên thì nó có hai cách làm. Một là bạn dùng hàm gì để lấy phần nguyên? Hàm in. In hôm trước mình làm gì? Số tuần và số ngày dư thì mình dùng hàm in, hoặc là bạn sử dụng hàm round. Mà chỗ này người ta nói là lấy phần nguyên thì nghĩ đến chữ nguyên, nguyên tức là in. Vậy là đơn giản nhất. Vậy các bạn sẽ dùng cái hàm in để bao cái công thức này. Rồi, int, tab cái, mở ngoặc cái, đóng ngoặc ở phía sau. Như vậy chúng ta đã có công thức, chúng ta lấy được cái giá trị nguyên. Và chỗ này nó là tiền, cho nên chúng ta cũng dùng phân cách để cho nó dễ. Hoặc là chúng ta sẽ vô đây, chúng ta chọn customize, và chúng ta không cần phải nhìn cái hồi nãy nữa, chúng ta tự gõ lấy thăng phẩy thăng thăng không đó, thăng phẩy thăng thăng không. Rồi nó đã format được cái kiểu của chúng ta là có dấu phân cách phần ngàn, và chúng ta đã hoàn thiện cái phần trả góp của từng tháng. Được không? Chỗ này có gì khó không nào? Nếu như các bạn dùng hàm round thử xem hai giá trị có khác hay không. Nếu qua đây chúng ta không dùng in mà chúng ta dùng round. Round chỗ này thêm một tham số nữa là phẩy không. Coi có gì khác không nha. Có không? À, đó, chỗ này là do phần phía sau của chúng ta dư lớn hơn 5, cho nên nó lên 4. Đó, chỉ có là vậy thôi. Chỗ này, ok, cũng tương tự như vậy. Chỗ này phần bỏ lớn hơn 5, cho nên nó lên 9. Đó, như vậy tùy. Các bạn ở đây người ta nói là lấy phần nguyên, lấy phần nguyên, và người ta gạch chân luôn, thì mình dùng kiểu in. Còn nếu mà bạn nào dùng kiểu round thì chắc cũng chấp nhận được. Đúng không? Rồi, ok. Tiếp tục nào. Tiền tính tổng tiền góp một tháng của các mặt hàng có ký tự đầu ở ô này. Và từ ô E8, thực ra nó là E8, E9 á, chứ không phải là E8 không. Đó. Như vậy thì chúng ta thử xem thử là làm sao tính tổng tiền. Tổng tiền là sum gì? Sum if bằng sum if, thì trước tiên là vùng dò. Vùng dò. Dò ở đâu? Vùng dò, dò ở đâu? Giờ ở bảng này. Rồi. Vùng giờ. Giờ ở đâu ta? Này là sum if hay là cái gì? Hả? Đâu đầu không? Vùng giờ lấy giá trị giờ. Rồi các bạn đang làm là chỗ này sao? Đánh chữ hả? Rồi, như vậy thì chỗ này mình thử công thức như vậy, thử coi sao ha. Vùng dò nhấn F4 lại, phải giá trị dò. Giá trị dò. Giá trị dò lấy gì đây?
Nếu như chỗ này mình lấy lép dò được không? Thấy không? Thử coi nào. Phải vùng tính tiền ở đây, nhấn F4, đóng ngoặc lại, không đồng, không tìm thấy. Vậy chỗ này sao? Hả? Bên trả góp đúng không? Bên trả góp thì mình đổi cột tính lại. Trả góp đây đúng không? Rồi, F4. Tính được chưa? Tính được chưa? Vậy thì làm sao đây? Thực ra cái lép là nó không thấy, nhưng mà lép cộng với cái phần phía sau, cái gì cũng được, thì và với một cái chuỗi ở phía sau. Đó, nghĩa là nó lấy chữ H ra, nó cộng với bất kỳ cái gì đó, nó đi dò ở trong này, miễn có chữ H là nó cộng lại. Như vậy thì chúng ta có được cái sum if chỗ này kiểu như vậy. Tức là dò ký tự đầu là lấy chữ H và chữ M đi dò. Đó, mục đích của người ta là làm cho nó phức tạp lên tí xíu để cho các bạn nhạy bén thôi, chứ không có gì hết. Nếu như có N mặt hàng sao mình gõ hết được? Ừ, nó có nhiều mặt hàng, nhiều dòng thì mình đâu gõ hết được. Mình phải dùng cái gì đó nó chung, nó có công thức tổng quát thì mình mới ok. Rồi, copy công thức xuống các ô còn lại là mình đã copy rồi. Rồi, một vấn đề nữa là sau này nếu giả sử các bạn có đi thi chứng chỉ tin học chẳng hạn, hoặc là cái bài làm mà chúng ta sẽ chuẩn bị bảo vệ assignment, nếu cái câu nào mà mình không biết, ví dụ câu tính thành tiền mình không biết chẳng hạn, thì mình gõ số vô và câu đó không được tính điểm. Nhưng làm sao? Những câu sau mình vẫn có số liệu để mình làm, thì câu sau vẫn được tính điểm bình thường. Kể cả bạn đi thi cũng vậy nha. Chứ nếu như câu này mà bạn bỏ thì tất nhiên câu sau bạn không biết phải làm sao hết, thì bỏ nguyên dãy. Ví dụ tính tiền trả góp bạn không biết, và con số nó ra bao nhiêu bạn cũng không biết luôn. Bạn cứ góp 100, 200, 300 vô. Rồi miễn làm sao mà công thức này bạn đúng là đúng. Đó, như vậy người ta sẽ tính trên công thức. Thì các bạn chú ý giùm cho thầy. Ví dụ chú ý là khi người ta chấm bài, ví dụ như các bạn đi thi lấy chứng chỉ luôn, bài nào mà 9 điểm, 10 điểm thì người ta bật cái chế độ super soi lên để xem thử có xứng đáng hay không. Nếu mà xứng đáng thì sẵn sàng ghi nhận các bạn là 9, 10. Còn nếu như mà các bạn sai chút xíu thì người ta sẽ thay vì 10 thì người ta cho bạn 9 hoặc 9 rưỡi. Còn nếu như mà bài của các bạn khoảng cỡ 7, 8 điểm thì nó có những cái lỗi nhỏ nhỏ thì người ta không soi. Cái kiểu nó như vậy. Chứ không phải là nói ủa sao em làm giống bạn mà em không bị trừ điểm chỗ này. Thì tùy ha. Nó có những cái lỗi không cần phải trừ. Nhưng mà nếu như những bài mà 90 thì phải hoàn thiện, phải hoàn hảo. Thì nó kiểu như vậy đó. Thì lúc mà giáo viên chấm thì nó vậy. À. Rồi sau khi làm xong, nếu tiện tay thì kẻ không vô. Còn thời gian mà làm gì đâu. À, nước sản xuất. Đó, kẻ không vô. Được chưa? Dễ hay khó?